Xin chào mọi người, hôm nay mình giới thiệu đến mọi người chiếc máy bơm mỡ khí nén BM35L. Chiếc máy này có dung tích đựng mỡ là 35 lít. Thì trọng lượng của máy là khoảng 14 kg. Giờ mình sẽ mở thùng và coi như các sản phẩm, các cái sản phẩm bên trong thùng. Đây là cái súng. Chúng ta có một cái cuộn dây để mình dẫn mở ra. Dây này thì dài khoảng 4 mét nha mọi người. Máy giờ mình sẽ giới thiệu về các cái bộ phận của máy. Thì đây là máy mình dùng khí nén, nên là chúng ta sẽ có, đây là cái ống để chúng ta cho khí nén vào. Chúng ta sẽ cho khí nén trực tiếp vào đây. Ở đây sẽ có một cái đồng hồ để hiển thị cái mức áp suất. Và mọi người, đây là cái núm để mình điều chỉnh áp suất. Khi mình điều chỉnh thì mình chỉ cần kéo ra và mình sẽ vận chỉnh tăng hoặc giảm áp suất. Và mình đóng lại. Và đây là cái đường mở nó sẽ ra. Giờ mình sẽ mở bên trong thùng cho các bạn xem. Người ta mở bốn cái khóa xung quanh. Này sẽ có bốn bánh xe ở dưới, chúng ta sẽ lắp vào để dễ di chuyển. Và cái máy này muốn chúng ta khi sử dụng á, chúng ta sẽ dùng một cái loại thùng sơn kiểu như loại kích cỡ như thế này. Chúng ta sẽ đặt vào trong bên thùng máy và đặt cái nắp lên. Là cái này nó sẽ thiết kế để vừa sử dụng đúng với cái thùng sơn này luôn. Nó sẽ cho chúng ta cho mở vào đây và chúng ta đặt nắp lại, ném lại. Ta sẽ khóa chặt lại. Đó, chúng ta và khi hoạt động chúng ta chỉ cần cho khí nén vào đây. Và chúng ta sẽ lắp ống vào cái đường ống dẫn này vào cái đầu ra và cái đầu súng để chúng ta hoạt động. Giờ mình sẽ lắp đặt luôn cho mọi người cùng xem. Hai đầu ống thì nó kích cỡ như nhau, chúng ta lắp bất kỳ đầu nào vào máy cũng được. Chúng ta nhớ vặn hết
đặt cho nó chặt. Giờ mình sẽ lắp súng vào. Đây là cái loại súng thì quay 360 độ nha mọi người. Thì mình khi mình thao tác ở các góc nhỏ mình cũng có thể làm được. Đây, súng nó có thể quay được 360 độ. Và khi đây là đầu ra, mình chỉ khi mình dùng mình sẽ khi đã có khi nén vào rồi mình sẽ bóp cò và mỡ nó sẽ phun ra đường này. Thì cái đầu súng này là cái dạng đầu phun ra dạng nhỏ, mình có thể tháo rời cái này và lắp những cái loại đầu súng khác nhau tùy cái mục đích của mọi người sử dụng. Thì máy này mình đã giới thiệu hết với mọi người rồi. Xin cảm ơn và chào mọi người.